Đại phu, căn bệnh của cha tôi thế nào? Nhập lên. Cha. 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 Nhập lên. Con đi nói với Tồn Tẫn, đừng có phạt nạn bộ hạ của Châu Dũng. Tôi nói chỉ làm theo lệnh thôi, phải gánh chịu những cái thống trị này. Đừng nên làm khó tụi nó nữa. Thưa cha, con đã biết rồi. Cha đừng có bận tâm về việc ở trong quân đội nữa. Tôn Tẫn sẽ giúp cho những việc này. Bây giờ điều mà cha không có yên tâm đó là việc của con. Con không muốn gả thì cha đúng ra không nên ép con. Cha, cha đã lựa người không có sợ. Bạn Quyên là một người tốt, con lấy ảnh nhất định sẽ được hạnh phúc. Thiệt hả? Như vậy á thì cha đã yên tâm rồi. Cha. 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 Mình phải uống một bữa thiệt là say xưa. Đúng rồi, hai vị đại ca, đừng có làm tôi khó xử mà. Thôi như vậy nha, nếu như mấy anh muốn uống rượu thì ngày mai hai anh ngủ dậy rồi tôi mời các anh uống rượu nữa nha. Được hay không được? Nên thả anh đây không hả? Thôi được, để cho cô dâu khỏi trách móc. Mình ra ngoài uống rượu. Công tử, cô có thể ra ngoài được rồi. Dạ. Nạp Lan, tối hôm nay anh thật là vui đó. Thật anh không ngờ chúng mình có thể trở thành cặp vợ chồng. Nghĩ lại lúc ở trại nô lệ, cái điều an ủi duy nhất của anh là khi được gặp em. Chúng mình đừng có lãng phí cái thời khắc em đẹp này nha. Đến giúp em.
Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao phải làm như vậy chứ? Không dám cãi lệnh cha. Giờ tôi không muốn cha của tôi trước mặt mọi người là một người thất tín. Cho nên tôi đã hoàn thành tâm nguyện của cha tôi, đã thành hôn với anh. Nhưng mà tôi không có biện pháp nào tự gạt chính tôi. Trong tim của tôi chỉ yêu nhất là Tôn Tẩn. Tôi không thể nào quên được anh ấy. Tôi biết anh là một người tốt, nhưng mà việc này không thể nào miễn cưỡng được. Xin anh tha lỗi cho tôi. Sao lại như vậy chứ? Tại sao phải làm như vậy chứ? Không dám cãi lệnh cha. Giờ tôi không muốn cha của tôi trước mặt mọi người là một người thất tín. Cho nên tôi đã hoàn thành tâm nguyện của cha tôi, đã thành hôn với anh. Nhưng mà tôi không có biện pháp nào tự gạt chính tôi. Trong tim của tôi chỉ yêu nhất là Tôn Tẩn. Tôi không thể nào quên được anh ấy. Tôi biết anh là một người tốt, nhưng mà việc này không thể nào miễn cưỡng được. Xin anh tha lỗi cho tôi.
Sao lại không thay? Anh đến đây thì làm sao mà em thay được? Được, để anh đi. Ê, hả? Đừng có nhìn lén nha. Biết rồi. Nhớ đừng có nhìn lén nữa. Biết rồi. Nạp lan. Ê, ta muốn làm gì? Lính Niên tới kìa, chạy mau. Tiểu cô nương, để coi cô còn chạy đâu. Muốn làm gì á? Tôi muốn làm cái này nè. Sao rồi? À, uống nước đi. Người đã khát lắm hả? Cảm ơn. Hờ Hồ Tiểu Thư là cô à? Người tỉnh rồi, có phải tôi làm cho người đau hay không? Nhờ, uống miếng nước đi. Từ nay về sau người đừng có trốn nữa, nếu không thì Trần Dũng sẽ đánh chết người đó. Tại sao? Ông trời đừng có ồn nữa có được không? Hôm nay là ngày vui của hai người bạn tôi, nhưng mà tại sao ông lại tách rời hai người họ ra chứ? Tại sao ông lại làm khó chúng tôi vậy? Ông nói đi, bây giờ ông muốn chúng tôi phải làm như thế nào đây? Hôm nay thật sự là một sự mỉa mai cho tôi. Hôm nay Trần Thành võ mãn, Hồng Nhan mỹ nhân lại không có phần của tôi. Nhưng mà may mắn tôi lại có một người bạn tốt như vậy, đã cùng tôi trải qua một đêm dài đau khổ. Chuyện đời không như ý cũng là chuyện thường tình thôi. Hay là tối nay chúng ta uống 300 ly, uống cho tới sáng ngày mai luôn. Rượu càng uống nhiều thì càng làm cho mình suy nghĩ, đâm ra con người càng hồ đồ hơn. Nói tới hồ đồ,
thì bà Nguyên Huynh không bằng tôi đâu. Tùng Tẩn tôi tung hoành ngang dọc xa trường, không biết gì về tình yêu nam nữ, cũng vì sơ sót của tôi mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Yêu với trời định, có duyên không phận. Tùng Huynh, anh không cần phải trách lòng. Không biết Tùng Huynh có thể cùng tiểu đệ thi kiếm dưới cơn mưa này hay không. Chúng mình tận cùng đánh với nhau 300 hiệp đi, đánh tới trời nghiêng đất đổ, quỷ khóc thần sầu, trời trăng không còn sáng nữa. Được, cứ để chúng ta đấu kiếm trong mưa, để có thể rửa sạch hết tất cả những gì từ trước tới nay xảy ra không tốt. Được thôi. Anh có biết người mà em yêu chính là anh hay không? Em nói chơi sao? Giờ anh cảm thấy em sợ. Em đừng có ép anh. Có một ngày anh sẽ hối hận vì quyết định của ngày hôm nay. Nạp Lan, tôi đối với anh tốt là tại vì anh là một người bạn thân. Thật ra người mà tôi yêu chính là Tôn Tổng. Tôi không thể nào quên được ảnh. Bà Nguyên, mọi người đang chuẩn bị hành lý về kinh gặp đại dương, sao ngươi còn ngồi đây? Tôi biết rồi, ta ra ngoài đợi ngươi nha.
Tô huynh, chuyện tối hôm qua là tại tôi. Đàn ông khi mà uống nhiều rượu thì có thể hồ đồ mà. Đừng có để trong lòng, ta ra ngoài đợi nha. Tề Quốc, Tôn Tẫn bàn quyền dẹp giặc bình loạn, đánh bại Yên tướng quân và đã lập được đại công. Hai người đã được đưa vào cung vua để mà nhận thưởng. Tuy là hai người Tôn Tẫn bàn quyền ra công giết địch, nhưng tất cả mọi người đều là đại thần ở trong triều, chức vị càng cao thì đối với việc này không có quan hệ gì. Người nào kém nhất cũng được một chức quan và được thưởng 5.000 lạng kim. Huống chi hai vị công thần này, Tôn Tẫn được phong làm Chiêu Võ Hiệu Quý, còn Bàn Quyền tại vì xuất thân là một nô lệ, theo quốc pháp của Tề Quốc thì không được phong làm quan lớn, chỉ được phong làm một chức vị nhỏ mà thôi. Phải theo thiên thời, nhà thiên văn là tư đồ, công việc là bói quẻ địa lý của đất đai đại địa. Sao ngươi chậm quá vậy? Nhanh lên đi, thật là vô dụng mà. Ngân, ngươi làm gì đó? Sao gia đình của ngươi ba đời nô lệ, triều đình đã miễn cho ngươi không phải làm nô lệ nữa. Ngươi là một người xuất thân nô lệ, lại được Tề Quốc chúng ta ưu ái, việc này dạng người chỉ có một, không lẽ ngươi chưa vừa ý hay sao? Phải, tôi không vừa ý thì làm sao? Tôi không đồng ý, tôi muốn dẫn binh đi đánh giặc. Nếu mà Tề Quốc không xem trọng tôi thì có những quốc gia khác đang cần đến tôi. Ông hãy chờ xem. Công tử, công tử, bố thí cho tôi một chút tiền đi. Tôi đã mấy ngày không được ăn cơm rồi. Ôi thiệt tình, ngươi thật là vô lý. Nhìn ngươi ngũ quan đoan chính, thân hình khỏe mạnh, tại sao có chuyện làm mà không đi làm mà phải đi ăn xin chứ? Công tử dạy rất là đúng. Kẻ hèn có đọc qua sách của thánh hiền, đáng lý phải ra tự lực kiếm ăn. Nhưng mà vừa tới chỗ lạ này, tứ cố vô thần, đã kiếm không được việc làm. Còn mẹ già thì đang bệnh ở trên giường, kẻ hèn này không biết phải làm sao nữa, chỉ biết duy nhất là làm ăn mày. Mong công tử hiểu giùm. Người đã tới lộn chỗ rồi. Tề Quốc là một nước bảo thủ thối nát, là một quốc gia phong kiến. Nếu người là một người có tài, người ở đây không thể phát triển chí lớn của người. Nếu như người không muốn gặp chuyện phiền muộn thì người hãy rời khỏi nơi này đi. Lấy mà dùng. Cảm ơn công tử, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử, cảm ơn công tử, cảm ơn, cảm ơn. Đừng có nhảy nữa, thật là một chút ý nghĩa cũng không có. Đại dương, hay là cho người ra kéo dây để cho đại dương thưởng thức nha. Bên này người nào cũng thân hình nhỏ con, làm sao là đối thủ của bên kia được? Đổi người đi. Đại dương à, khoan đã. Thần nghe nói là Tôn Tử binh pháp nổi tiếng thiên hạ, không biết Tôn tiểu quý có thể bằng lòng dùng Tôn Tử binh pháp để chuyển bại thành thắng hay không hả? Tôn gia binh pháp là quản truyền thiên hạ, không có điều gì bí mật cả. Nhưng mà nếu như biết cách dùng, có thể biến đá thành vàng, rất lợi hại.
Đã là như vậy, lão phu thì muốn nhìn xem Tôn tướng quân có những điều phép gì thần kỳ đây. Tôn hiệu quý, bổn vương đây cũng muốn nhìn xem cái tuyệt khảo của Tôn tử binh pháp đó. Nếu đại vương có nhã ý muốn biết, hạ thần sẽ làm một lần. Người chuẩn bị bắt đầu. Rá lên. Tôn Khanh Gia quả như là có biện pháp. Cảm ơn đại vương khen ngợi. Tôn hiệu quý, lúc nãy anh nói gì tụi nó? Tại sao tụi nó lại dũng mãnh như vậy? Tôi nói với họ là tôi đi biết về đạo thuật nội công. Lúc nãy tôi nói chuyện với họ là tôi truyền nội công cho họ, cho nên đã chuyển bại thành thắng. Nhưng lúc nãy anh nói anh không biết gì về đạo luyện công mà. Phải, lúc nãy tôi nói những lời đó chỉ là giả bộ thôi, thật ra không giúp được ai cả. Nhưng mà những lời của tôi đã làm gia tăng chí khí của họ, bởi vì khi chí khí tăng lên thì tự nhiên phần thắng về tay. Hay quả thật, Tôn tử binh pháp danh bất hư truyền. Nếu như mà triều đình của ta các đại thần đều học thuộc binh pháp như vậy thì nước Tề của ta sẽ là thiên hạ vô địch. Chúc mừng đại vương. Nhan thừa tướng, hãy hạ lệnh của bổn vương xuống, tất cả các đại thần trong ngày mai phải theo Tôn Khanh Gia để mà luyện tập binh pháp. Thần tuân lệnh. Lại ông bà tổ tiên, con đây đã đạt được mong muốn rồi, đã dạy dỗ được thằng con là Tôn Nhi thành tài nên người. Chẳng những Tôn Nhi vì quốc lập công mà còn được đại vương ân thưởng nữa, còn được đại vương chấp nhận để Tôn Nhi dạy truyền binh pháp cho các đại thần ở trong triều đình. Để tỏ lòng biết ơn tổ tiên phát dương quang đại, mong tổ tiên hãy phò hộ cho Tôn Nhi mọi việc thuận lợi thành công. Thiếu gia. Ê. Thiếu gia. Con khỉ này chơi vui quá hả? Phải đó thiếu gia, con khỉ này do tôi và đại há tặng cho thiếu gia, chúc huynh vì quốc lập công. Hai người cũng tốt đó. À nè, kêu hai người điều tra cái gì bà Nguyên thế nào rồi? Nghe nói bà Nguyên đã từ quan và còn rời khỏi Tây Quốc. Vậy hả? Lẽ ra anh ta phải nói với tôi một tiếng chứ. Bình Nhi, hãy thắp nhang cho tổ tiên đi. Thiếu gia đâu? Bây giờ bà Nguyên đang ở đâu đây?
Mấy con nhỏ chạy sao không được đâu. Đúng rồi. Quay, người đây làm gì? Tại hạ vừa mới đi ngang qua đây thôi, và đang nghỉ ở đây. Người có thấy hai con nhỏ ở đây không vậy? Không thấy, nhưng mà tôi biết họ đang ở đâu. Mà nói ra đi, ta sẽ tha chết cho người. Người bất luận giàu sang hay nghèo khó, chung quy cũng phải chết mà thôi, trừ phi là Bồ Tát. Ừ, người thì quá đáng, lục xét cho ta. Dạ. Nè, hai vị không sao chứ? Cảm ơn vị công tử này đã cứu mạng. Không cần hết sao? Vị công tử, ơn cứu mạng của người lão gia tôi nhất định sẽ báo đáp nhiều. Nghe cô nói như vậy, ý của cô là muốn tôi đưa hai cô về phủ? Đã giúp người thì giúp cho tới cùng. Công tử là một người tốt thì nhất định là công tử sẽ không phiền chứ. Nếu như mà tiểu thư của cô để chân không lên đường thì e rằng sẽ bị người ta nói. Ê công tử, thôi đi Hồng Nô. Nếu như vị công tử này không tình nguyện thì thôi đi. Cẩn thận. Tiểu thư, cẩn thận. Nếu cô nương không mang giày thì làm sao mà tôi đưa cô về chứ? Tiểu thư à, chân còn đau không? Ừ, như vậy có thấy thoải mái hay không? Nguyên quốc. Mau lên, là tiểu thư đó. À, từ từ, chậm một chút, cẩn thận nha. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì vậy? Chúng tôi đã gặp bọn cướp rừng, trong cái tiểu thư đã bị thương. Bữa nay chúng tôi không có sao là hoàn toàn nhờ vị công tử này ra tay cứu giúp. Hãy cảm ơn người ta nha. Dạ tiểu thư, dì tiểu thư vào trong. Tôi xin đại diện dì tiểu thư cảm ơn công tử. Ờ, không cần khách sao. Thì ra huynh là nô lệ hả? À, lần này huynh hên rồi, huynh đã cứu được tiểu thư của chúng tôi, lão gia của tôi sẽ không mặc đãi huynh đâu. Trong những người nô lệ, có lẽ huynh sẽ là người đứng đầu. Trịnh Quý, có chuyện gì? Tiểu thư kêu ngươi hãy mời vị công tử nhà phủ ngồi chơi. Dạ. Hỉ, người đâu? Mới đứng ở đây mà. Anh đã nói gì với người ta? Tôi đâu có nói gì. À, tôi nói là anh gặp hên rồi, lão gia của mình sẽ không mặc đãi anh đâu. Người nô lệ này cũng hơi kỳ thiệt, tiếp xúc ít chút càng tốt hơn. Là nô lệ hả? Cô không biết hả? Bây giờ người ta đi rồi, tôi làm sao giao phó lại cho tiểu thư?
Quán trọ này của tôi làm ăn được 19 năm rồi. Đã gặp qua biết bao nhiêu là khách. Khách giống như các người đây. Nếu như không sống nhờ vào nhiều phủ thì phải sống nhờ vào ngô phủ đó. Nếu như các người không thích lập công, chỉ muốn kiếm một ngày hai buổi á, thì sống nhờ vào nhiều phủ đi. Tại vì yêu cầu của thừa tướng không khắt khe cho lắm. Họ chỉ cần biết các người là người có đức hạnh thì 8-9 phần sẽ thầu nhận các người rồi. Tôi xin hỏi ông chủ, ông chủ đã nói tên Ngô Khởi có sự yêu cầu nghiêm khắc đối với thực khách á, thì ngoài ra ông ta và người thừa tướng thì còn cái gì nữa? Cái gì? Đại danh của thừa tướng Ngô Khởi mà ngươi chưa từng nghe qua sao? Thiệt là kiến thức nồng cạn. Thôi được, để lão phu đem chuyện của thừa tướng Ngô Khởi ra kể cho các người nghe nha. Ngô Khởi xuất thân giàu có, từ nhỏ đã có trí thông minh. Lúc 19 tuổi mang tiền đi chu du liệt quốc, hy vọng là đạt được công danh. Tiếc là gia đình bị bại sản, không đạt được nguyện vọng. Rốt cuộc phải lưu lạc tha hương, bị người trong làng chê cười là đầu heo trắng. Ngày xưa có một người nhà quê đã sanh ra một đàn heo có một con heo đầu trắng. Ông nghĩ rằng nó rất là quý giá, muốn đem tặng cho châu triều thiên tử, hy vọng có ngày sẽ lên như diều gặp gió. Và khi mà ông tới kinh sư thì mới phát hiện rằng té rã kinh sự toàn là đầu heo trắng cả. Và những người nhà quê này á cười rằng Ngô Khởi là đầu heo trắng bởi vì ông không tự lượng sức của mình. Ông tức giận đã giết chết 30+ người dân làng. Ngô Khởi giết người xong thì bỏ trốn. Mẹ của ông rơi lệ tiễn con, nhưng Ngô Khởi không một chút hối hận. Và trước mặt của mẫu thần, ông nhỏ máu thề với trời đất: nếu không lấy được chức thừa tướng thì thầy không trở về. Rồi sau đó lặng lẽ bỏ đi. Kể đó, Ngô Khởi lại theo một đệ tử của Khổng Tử là thầy Tăng Sâm, là một người xuất chúng nhất trong đám đệ tử này. Tiếp đó thì nghe tin mẹ của mình đã qua đời. Nhưng vì Ngô Khởi đã thề và không nghĩ đó là đất nước của mình, cho nên đã không muốn về nữa mà ở lại cố đồ. Tuy lúc đó lòng người rất là thương đau vì không thể về lại cố hương để mà an táng cho mẹ già. Sau đó bị thầy Tăng Sâm đuổi đi vì nghĩ rằng người này không biết thương yêu mẹ của mình. Và Ngô Khởi lại bỏ đi. Người lại chuyên tâm nghiên cứu về binh pháp. 8 năm sau, người đã thành công và được nước Ngụy chúng tôi trọng dụng. Nam chinh Bắc phục, lập rất nhiều chiến công, từ một chức tướng nhỏ được thăng làm tể tướng. Còn nói về thừa tướng nhiều bá quan, nếu luận về tư cách thì nhiều đại nhân thâm hậu hơn, còn luận về thành tích thì nhiều đại nhân không làm sao sánh bằng Ngô đại nhân đâu. Các người nói đi, theo nhận xét các người thì sẽ sống nhờ vào ai hả? Ngô Khởi. Các vị, nói về sự sống nhờ vào Ngô phủ, thực khách rất là đông. Cho nên lão gia của chúng tôi có sự yêu cầu đối với các người rất là nghiêm khắc. Hôm nay lão gia của tôi đã đưa ra một đề tài, mong các người hãy phân tích tình thế giữa Ngụy quốc và Hàn quốc. Mong là các vị hãy phân tích ý kiến của mình,
sau đó viết xuống bảng treo ở đây, đợi sau khi chủ gia tôi kiểm duyệt, sau đó mới quyết định người nào sẽ được ở lại Ngô phủ. Mọi người đã hiểu rồi chứ? Vậy được, các người bắt đầu đi. Lão già, đây là những bản trúc mà những người khách đã viết. Hôm nay tất cả những người đó đều là người tầm thường thôi, không có người nào chịu ở lại Ngô phủ này. Lão già, hôm nay có một người từ nước khác tới, hình như là có tâm sự. Anh ta đã giết nhiều hơn những người khác. Hay là lão gia coi thử anh ta có ý kiến gì, đem tới đi. Lão già, luôn cả chữ giết cũng không nghe hàng thẳng lối, làm sao là người có ý thức chứ? Lão già, ý của lão gia là không có người nào thích hợp hả? Có câu là dưới tay cường tướng không có nhược bình. Nếu như có thể ở lại Ngô phủ của ta, thì nhất định là kẻ trội hơn người. Hãy để những kẻ tầm thường nồng cạn sống dựa vào nhiều bá quan đi. Ngụy quốc, về cái việc Hàn Quốc muốn đem bình xâm chiếm nước của chúng ta, không biết các khanh có kế sách gì để đối phó với họ hay không? Hả? Ngô thừa tướng, khanh có ý kiến gì hả? Đại dương, nhiều thừa tướng đức cao danh trọng, đối với tình hình của nước Hàn sẽ am tường hơn. Hay là để cho nhiều thừa tướng cho chút cao kiến đi. Đại dương, chủ trương của Hạ Tần lúc nào cũng muốn hòa bình, dập tắt chiến tranh. Nhưng mà lần này Hàn Quốc đã có hành vi như thế, thật là hiếp người quá đáng. Tất cả đều hiểu rằng Cố Thành là thuộc về thổ địa của nước ta, mà nước Hàn đã cố tình xâm lấn. Nếu đại dương thấy rằng Hàn Quốc đã làm sai quấy, để khỏi làm phẫn nộ lòng dân, thì đại dương hãy ra ngoài dẹp sạch hết bọn nó đi. Vô tính bất năng lực, vô địch bất năng trị. Thần thiết nghĩ rằng việc đã như thế rồi, chỉ còn có cách để mà ra bên lấy lại thành trì. Ngô thừa tướng, khanh là người thường xuất binh, đối với việc này khanh có đồng ý không? Đại dương, thiệt không giấu giếm, đối với cái việc này thần lại có một ý kiến khác.